Những chiếc UAV TB-2 cuối cùng còn sót lại trên bầu trời Ukraine đã quay lại những giây phút cuối trước khi trúng tên lửa phòng không của Nga. Trong những tuần gần đây, quân đội Nga ngày càng tăng cường trinh sát, phát hiện và phá hủy các hệ thống phòng không của quân đội Ukraine. Cuộc chiến chống lại lực lượng phòng không của Ukraine hiện đang được tiến hành không chỉ bởi không quân, mà bởi các lực lượng khác của quân đội Nga. Quân đội Nga đang cố gắng dọn sạch bầu trời Ukraine càng nhiều càng tốt, để chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn có thể xảy ra, trong đó không quân Nga sẽ đóng một vai trò quan trọng. Để phát hiện các trận địa phòng không của quân đội Ukraine ở khu vực chiến tuyến, quân Nga bắt đầu sử dụng mồi nhử thường xuyên hơn, đó là sử dụng tên lửa không có đầu đạn hoặc các UAV được chế tạo làm mục tiêu, phóng vào nơi nghi ngờ bố trí trận địa phòng không của quân đội Ukraine. Ngay sau khi lực lượng phòng không Ukraine mở radar trinh sát hoặc tổ chức đánh trả, thì một đòn tàn khốc của quân Nga đã giáng xuống. Cuộc tấn công thành công nhất vào một trận địa phòng không S-300 của quân đội Ukraine đã được thực hiện vào ngày 26 tháng 1 bởi tên lửa chiến thuật Iskander của Nga. Quân đội Ukraine đã bố trí trận địa với 4 bệ phóng tên lửa S-300 ở gần nhau. Việc này khiến tên lửa Iskander của Nga đã phá hủy các bệ phóng này chỉ bằng một đòn đánh. Nhiệm vụ của quân đội Nga trước mắt rõ ràng là cần phải loại bỏ hoàn toàn những hệ thống phòng không còn lại của Ukraine, đặc biệt là các hệ thống phòng không mới của phương Tây mới viện trợ cho Ukraine. Do việc huấn luyện các trắc thủ tên lửa phòng không của quân đội Ukraine chỉ mới bắt đầu gần đây, nên quân đội Nga vẫn còn thời gian vài tháng để hoàn toàn dọn sạch bầu trời Ukraine. Điều này sẽ cho phép họ sử dụng an toàn máy bay để chống lại xe tăng của NATO và Mỹ trong tương lai. Trong khi đó, một đoạn video dài 8 giây đã xuất hiện trên mạng xã hội, quay những phút cuối cùng của một chiếc máy bay không người lái, UAV tấn công TB-2 của Ukraine, bị bắn hạ ở khu vực Kimbernsvik, thuộc miền đông Ukraine, do bị trúng tên lửa phòng không của Nga. Đoạn video được quay bởi camera của chính chiếc UAV này. Theo một nguồn tin, sự kiện này xảy ra vào ngày 23 tháng 1, khi chiếc UAV TB-2 này thực hiện nhiệm vụ trinh sát, thì bị hệ thống phòng không Bukilomet-3 của Nga phát hiện và bắn trúng vào ban đêm. Sau khi trúng tên lửa, chiếc UAV TB-2 bị bốc cháy, bổ nhào và lao xuống đất. Quân đội Ukraine đã không sử dụng UAV TB-2, do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất trong một thời gian khá dài, đặc biệt là để tấn công các lực lượng mặt đất và phương tiện bọc thép của Nga. Thậm chí, trong mấy tháng qua, loại UAV được kỳ vọng này hầu như biến mất trên chiến trường. Những tháng chiến sự vừa qua đã chỉ ra rằng, với những hệ thống phòng không được tổ chức hợp lý, thì chiếc UAV TB-2 này là mục tiêu khá dễ dàng đối với các hệ thống phòng không của quân đội Nga. Đến nay, lực lượng phòng không Nga đã gần như xóa sổ hoàn toàn UAV TB-2 của quân đội Ukraine. Tuy nhiên, quân đội Ukraine vẫn còn một số chiếc UAV TB-2 dự trữ, cộng với những chiếc TB-2 được quyên góp từ Ba Lan và Litva. Vì vậy, khoảng một tuần trước, có thông tin cho rằng, hai chiếc UAV TB-2 đã được nhìn thấy trong khu vực do Kiev kiểm soát, ở vùng Zaporizhzhia và Kherson. Một số nguồn tin không chính thống nói rằng, vẫn có những chiếc UAV TB-2 bị bắn rơi, nhưng không nói rõ ở đâu và rơi như thế nào. Bây giờ rõ ràng là một trong những chiếc UAV TB-2 đã bay trinh sát trong khu vực Kimbernsvik và ngay lập tức bị tên lửa phòng không Nga bắn rơi. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã ngừng cung cấp UAV cho Ukraine theo hợp đồng. Giải thích điều này, Ankara cho rằng do họ đóng vai trò là người hòa giải trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, công ty BAEA của Thổ Nhĩ Kỳ đã bàn giao một cặp UAV TB-2 cho Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine 3 ngày trước. UAV TB-2 mà Ukraine nhập của Thổ Nhĩ Kỳ từng nổi lên như một vũ khí lý tưởng để có thể thay đổi cục diện cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, các UAV này hiện đã biến mất phần lớn khỏi chiến trường, điều này đã làm dấy lên nghi ngờ về hiệu quả của chúng. Mặc dù được kỳ vọng là vũ khí thay đổi cuộc chơi, nhưng UAV TB-2 đã thất bại trong việc hỗ trợ hỏa lực cho quân đội Ukraine. Theo tờ Washington Post, trong cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay, không quân Nga mặc dù không chiếm ưu thế hoàn toàn trong cuộc chiến trên không, nhưng UAV TB-2 của Ukraine cũng không thể hỗ trợ hỏa lực từ trên không, vì chúng rất dễ bị bắn hạ trước hệ thống phòng không của Nga. Kirsten Fontenros và Andy Ribby là hai nhà phân tích quân sự của tờ Washington Post đã phân tích trong bài viết của họ về những chiếc UAV TB-2 của Ukraine. Theo các nhà báo, UAV TB-2 của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không mang lại cho Ukraine lợi thế cần thiết, vì một số lý do sau. Trước hết, thời gian là yếu tố then chốt, nhưng tại Thổ Nhĩ Kỳ, chu kỳ sản xuất UAV TB-2 diễn ra rất chậm, đồng nghĩa
với việc Ankara không thể cung cấp đủ số lượng cần thiết cho Ukraine theo đúng thời hạn. Thứ hai, ngay cả khi quân đội Ukraine sử dụng hiệu quả máy bay không người lái TB-2, thì nó lại đụng phải lực lượng phòng không quá mạnh của không quân Nga. Và khi mùa xuân bắt đầu, bùn ở Ukraine dần biến mất và mặt đất trở nên cứng hơn, điều này sẽ cho phép người Nga tiến nhanh hơn. UAVTB-2 đã được sử dụng thành công ở chiến trường Syria, Libya và đặc biệt là tại Nagorno-Karabakh để thực hiện các cuộc tấn công chính xác, gây cho đối phương những tổn thất nặng nề và khi đó, UAVTB-2 được truyền thông phương Tây bốc lên tận mây xanh. Nhưng chúng ta không thể quên một thực tế không thể chối cãi, đó là ở những chiến trường này, hệ thống phòng không của đối phương quá yếu, thậm chí là không còn tồn tại, do vậy UAVTB-2 mới có cơ hội làm mưa, làm gió. Ở chiến trường Syria và Libya, UAVTB-2 đã tàn sát các hệ thống phòng không di động tầm thấp như Panzer-1. Nhưng ở chiến trường Ukraine, UAVTB-2 không chỉ đối phó với Panzer-1 mà còn có TORM-1, Bukilomet-2 cùng rất nhiều khí tài hỗ trợ, để các hệ thống phòng không của Nga hoạt động hiệu quả. Theo thống kê, đã có 39 UAVTB-2 bị bắn rơi và mất tích đã được thông báo ở chiến trường Libya, 8 chiếc ở Syria và 3 chiếc trong cuộc xung đột Nagorno-Karabakh. Vậy còn những chiếc UAVTB-2 bị bắn hạ bởi người Nga ở Ukraine là bao nhiêu? Theo thông tin chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, trong hơn một tháng hoạt động đặc biệt của quân đội Nga trên lãnh thổ Ukraine, quân đội Ukraine đã được bổ sung thêm ít nhất 8 UAVTB-2, nâng tổng số UAVTB-2 của Ukraine lên tới 36 chiếc. Nhưng qua hơn một tháng tham chiến, hiện số UAVTB-2 của quân đội Ukraine chỉ còn đúng một chiếc và hoàn toàn không thể đe dọa lực lượng mặt đất của quân đội Nga. Một điểm yếu chết người của UAVTB-2 là phạm vi hoạt động bị hạn chế. Không giống như một số UAV hiện đại của Mỹ, UAVTB-2 được điều khiển trực tiếp bởi một trạm chỉ huy mặt đất, thay vì điều khiển qua vệ tinh, như nhiều UAV tầm xa của Mỹ. Với tầm hoạt động như vậy, bắt buộc các sân bay và trạm điều khiển UAVTB-2 phải đưa sát vào khu vực chiến tuyến, và khiến chúng trở thành mục tiêu dễ dàng cho tên lửa hành trình và lực lượng không quân Nga. Fontenrus và Dribi cho rằng, UAVTB-2 sẽ hiệu quả trong việc bảo vệ tuyến đầu trong những cuộc xung đột cường độ thấp, nhưng không hiệu quả trên khu vực chiến tuyến với quân Nga. Các phân tích chỉ ra rằng, nếu đến một lúc nào đó, Ukraine tiến hành phản công để chiếm lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ đã bị mất, thì các UAVTB-2 càng trở nên vô dụng, do phạm vi hoạt động quá ngắn của nó. Fontenrus và Dribi cũng thẳng thắn chỉ ra, Ukraine sẽ cần máy bay không người lái với phạm vi tấn công xa hơn, với khả năng điều khiển vệ tinh. Tuy nhiên chính hai nhà báo này cũng quên một điều, là Nga có khả năng gây nhiễu cả các tín hiệu vệ tinh. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là Nga vẫn chưa tích cực sử dụng máy bay không người lái của mình. Quân Nga hiện đang cố gắng củng cố những vùng lãnh thổ vừa chiếm được ở miền đông Ukraine. Nếu Nga triển khai đủ số lượng UAV, họ sẽ kiểm soát chặt chẽ mặt đất và bầu trời Ukraine, kịp thời phát hiện các sân bay và đài điều khiển UAVTB-2 và phá hủy nó, các tác giả cho biết. Phân tích cho biết thêm, có khả năng hiệu quả của UAVTB-2 sẽ giảm hơn nữa, nếu quân đội Nga tiến xa hơn ở Ukraine và kiểm soát nhiều lãnh thổ Ukraine hơn, khiến các UAV tương tự dễ bị tấn công bởi các hệ thống phòng không của Nga. Nhiều chuyên gia cho rằng, có thể thấy những mẫu UAV mới của cả hai bên trong cuộc chiến này sẽ xuất hiện trong tương lai. Nhưng có một điều thú vị đó là, những UAV của Israel không xuất hiện trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, chứng tỏ tính trung lập của Israel trong cuộc xung đột. Máy bay không người lái UAVTB-2 của Ukraine, sau thời kỳ đầu của cuộc xung đột còn được nhắc đến, nhưng sau đó TB-2 đã gần như mất tích trên chiến trường. Máy bay không người lái Bayraktar TB-2 mà Ukraine nhập của Thổ Nhĩ Kỳ từng nổi lên như một vũ khí lý tưởng để có thể thay đổi cục diện cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, các UAV có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã biến mất phần lớn khỏi chiến trường, làm dấy lên nghi ngờ về hiệu quả của chúng. Thành công của UAVTB-2 trên chiến trường Ukraine đã được đưa tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Chiến tích của những chiếc UAVTB-2 này đã được ghi lại trong vô số video được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, mô tả những chiếc UAV của Ukraine đang hủy diệt những binh đoàn cơ giới của Nga. Tuy nhiên, sự biến mất đột ngột của những chiếc UAVTB-2 trên chiến trường Ukraine, cũng như trên các phương tiện truyền thông, đã khiến nhiều nhà phân tích quân sự đang cố gắng tìm ra lý do đằng sau của sự biến mất đột ngột này. Theo các nguồn thông tin của Nga cho biết, kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột nổ ra, các lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ ít nhất 130 chiếc UAVTB-2 của Ukraine. Tuy nhiên, con số công bố của Nga khác hẳn so với số lượng UAVTB-2 mà Ukraine nhận từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo nguồn tin của Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine chỉ nhận được 50 chiếc UAVTB-2 từ công ty Bayrat. Các phương tiện truyền thông Nga cũng đã nhấn mạnh việc không có thông tin liên quan đến các hoạt động chiến đấu của UAVTB-2 ở chiến trường Ukraine kể từ giữa tháng 8. Trên thực tế, ở chiến trường Ukraine, UAVTB-2 đã không phát huy hiệu quả như ở chiến trường Libya, Syria và đặc biệt là trong cuộc chiến Nagorno-Karabakh. Các cuộc tấn công trên đảo rắn bắt đầu vào những tuần đầu tiên của tháng 5 và kéo dài đến cuối tháng 6, là một trong những cuộc đối đầu đáng chú ý cuối cùng của UAVTB-2 với lực lượng phòng không Nga. Nhiều chuyên gia cho rằng Nga đã nhận ra những sai lầm của mình và họ đã tăng cường hiệu quả của hệ thống phòng không nhiều lớp. Trong khi đó, lại có thông tin cho rằng Mỹ dự định bán cho Ukraine UAV vũ trang MQ-1 Sea Eagle, loại UAV có tính năng cao hơn TB-2. Tuy nhiên, chính các chuyên gia quân sự Mỹ cũng lo ngại không kém rằng phòng không Nga có thể dễ dàng bắn hạ UAV vũ trang Grey Eagle. Điều này sẽ làm mất đi công nghệ tiên tiến của Mỹ. Thậm chí Mỹ còn lo ngại lực lượng tác chiến điện tử của Nga có thể ép loại UAV này hạ cánh và nhiều bí mật có thể rơi vào tay các chuyên gia công nghệ quân sự Nga. Việc Nga tăng cường hệ thống phòng không và bắn hạ gây nhiễu nhiều UAV của Ukraine là một trong những lý do khiến UAVTB-2 có thể mất tích trên chiến trường. Samuel Benyetete, một nhà phân tích và chuyên gia về các hệ thống quân sự không người lái và robot, lưu ý rằng tác chiến điện tử và phòng không của Nga đã được cải thiện trong việc phối hợp và triển khai so với giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Nga đang sử dụng radar cảnh báo sớm để xác định vị trí UAV và vũ khí chiến tranh điện tử đang được sử dụng để gây nhiễu và cản trở đường truyền của chúng. Tham mưu trưởng không quân CAS của không quân Ấn Độ IAF gần đây đã lưu ý rằng các thông tin đầu vào về hiệu quả của UAVTB-2 ở chiến trường Ukraine giai đoạn đầu đã được các phương tiện truyền thông quá phóng đại. Tham mưu trưởng không quân CAS của không quân Ấn Độ IAF gần đây đã lưu ý rằng các thông tin đầu vào về hiệu quả của UAVTB-2 ở chiến trường Ukraine giai đoạn đầu đã được các phương tiện truyền thông quá phóng đại. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết của một hệ thống phòng không nhiều lớp và tầm xa với cả các tùy chọn tiêu diệt cứng và mềm để đối phó với UAV. Tuy nhiên, chỉ có thể đưa ra kết luận dứt khoát sau khi toàn bộ bối cảnh và điều kiện trở nên rõ ràng, ông nói thêm. Bên cạnh đó, Moscow cũng triển khai nhiều loại vũ khí, bao gồm súng máy phòng không và hệ thống phòng không tầm thấp, như hệ thống tên lửa to, Panzer-1 để bắn UAV. Trong giai đoạn mới của cuộc xung đột, UAV của Ukraine đang trở nên kém hiệu quả hơn, nhưng Nga đang sử dụng hiệu quả UAV có nguồn gốc do Iran sản xuất. Các thông tin mới nhất cũng dự đoán, Nga đã không sử dụng các loại UAV có nguồn gốc từ Iran trong một thời gian khá dài và có thể sắp hết loại UAV giá rẻ này. Tuy nhiên, truyền thông Nga cũng suy đoán rằng thỏa thuận khí đốt giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có thể là một yếu tố khác khiến Thổ Nhĩ Kỳ không bán UAVTB-2 cho Ukraine tiếp tục sử dụng, nhất là vũ khí đi kèm. Trước đây có thông tin rằng Tổng thống Nga Putin đã đặt điều kiện với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ngừng giao UAVTB-2 cho Ukraine để duy trì thỏa thuận khí đốt. Do đó, rất có thể Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thực hiện bất kỳ đợt giao UAVTB-2 mới nào cho Ukraine. Thời báo Eurasian của Ấn Độ cũng đưa tin, công ty Bayer đã rút lui khỏi việc thành lập một nhà máy sản xuất UAV ở Ukraine, với sự hợp tác của một công ty quốc phòng nhà nước Ukraine. Truyền thông Nga cho rằng, sức ép chính trị giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, chứ không phải hệ thống phòng không của Nga, là nguyên nhân dẫn đến sự vắng mặt của máy bay không người lái TB của Thổ Nhĩ Kỳ trên chiến trường Ukraine. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với kênh Em Anh 24 giờ. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem các video tiếp ở bên phải, hoặc bên trái. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video sau.